anh em cần mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đọc qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn vài năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận các tiếng chết, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bạn tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip